xin kính chào các bạn. Ở cái video trước, Tèo đã chia sẻ các bạn các cái thang âm trong điệu thức của blues ra ở các cái tông giọng cơ bản như la thứ, son, si, do, re, mi, fa, son. Ở các cái clip video đó, Tèo đã chia sẻ các bạn rõ ràng chi tiết các cái thang âm có từng nốt ở trong cái blues ra của từng giọng các bạn ha. Thì hôm nay Tèo sẽ chia sẻ với bạn cách chúng ta áp dụng nó vào đi đệm hát như thế nào, chứ không đơn giản chúng ta chỉ áp dụng nó vào để mình múa lửa đó các bạn, không phải đâu. Không phải mình áp dụng vào múa lửa không đâu các bạn, mà mình có thể áp dụng vào đệm hát hầu hết ở tất cả các thể loại luôn đó các bạn. Trời, nghe thấy ghê quá các bạn ha. Bây giờ chúng ta áp dụng thử các bạn ha. Ở đây Tèo không nhắc lại các cái thang âm có trong cái nốt của từng giọng nữa, tại vì video trước Tèo đã nói rồi. Tèo sẽ để cái phần đường link ở phần mô tả, các bạn bấm vào video đó mình xem và mình tìm hiểu lại nếu như mình chưa xem ha. Ở đây Tèo chia sẻ bằng cách để mình ứng dụng, áp dụng vào trong bài đệm như thế nào. Ví dụ như hôm đó mình đi đệm hát, đánh một bài bolero thôi các bạn, hoặc rumba thôi, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng cái thang âm blues ra để đệm hát luôn đó các bạn. Bạn thấy nghe thấy hoang mang ha. Bây giờ mình thử các bạn ha. Rồi ví dụ như một bài mình đệm một bài rumba đi, hoặc bolero đi. Rồi bây giờ ta đệm thử bài này ha. Rồi sau đó ta sẽ ứng dụng cái thang âm blues ra để đệm cho cái bài này. Thử nha. Để chọn tiếng ấy coi. Đâu ta? Đây rồi. Chọn tiếng guitar ni lông ha. Lưu vào bằng tiếng luôn đấy. Rồi thử cho anh ha. Tình đã ra đi sao lòng chờ mong, tình đã ra đi sao lòng mong chờ, tình đã mãi ra đi sao lòng hoài chờ mong, sao lòng hoài chờ mong. Các bạn thấy rõ ràng Tèo sử dụng cái thang âm của blues đó để đệm cho bài bolero rumba luôn đó các bạn. Rõ ràng các bạn thấy không? Nó chỉ là vòng những cái nốt trong cái thang âm đó thôi, nhưng mà khi mình đệm vô bài nghe vẫn rất hay. Lần nữa các bạn ha. Tình đã ra đi sao lòng chờ mong, sao lòng mong chờ, tình đã mãi ra đi sao lòng hoài chờ mong, sao lòng hoài chờ mong. Các bạn thấy rõ ràng đó, áp dụng rõ ràng vào câu đệm các bạn ha. Mình có thể linh hoạt như vậy. Đó là một ví dụ như ở la thứ, hoặc chúng ta đệm ở trong giọng khác cũng vậy thôi các bạn. Mình cũng có thể đệm tương tự vậy thôi. Tình đã ra đi, bây giờ mình son thứ đi ha. Tình đã ra đi sao lòng chờ mong, tình đã ra đi sao lòng mong chờ, tình đã mãi ra đi sao lòng hoài chờ mong, sao lòng. Các bạn thấy rằng khi mình qua giọng son thứ cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta vẫn lấy cái thang âm, cái nốt có trong cái thang âm của blue mà giọng son thứ mình lấy ra và mình đệm. Cái việc các bạn cần có, các bạn cần phải nắm vững, nắm rõ được cái thang âm của blue ở trong cái tông giọng nó gồm có những cái nốt gì để khi mình đệm vào nó cụ thể như vậy các bạn ha. Bảo mình chơi bài rumba, bolero mình đệm được các bạn. Bây giờ ví dụ mình hôm nào mình đệm bài silo thì sao? Mình đệm một bài silo mình cũng tương tự vậy, mình vẫn áp dụng cái thang âm này vô đều được. Nhưng các bạn nhớ, chúng ta phải thuộc cái thang âm của từng tông giọng. Bây giờ ví dụ ta đệm một bài silo rock ở giọng mi thứ nha. Rồi, ta đệm bằng tiếng này cho các bạn nghe rõ hơn nè. Xin em đừng nói lời yêu em nhé, vì tình yêu còn nhiều lắm trai ngang. Mình gặp nhau
khi duyên phận lỡ làng. Anh đừng muốn tình ta thêm muộn phiền. Các bạn thấy rõ ràng đó, mình đệm một bài slow rock đó, mình vẫn áp dụng cái thang âm của blues vào đệm hát đều được các bạn ha. Ở phong cách nào cũng tận đệm được thôi các bạn. Đó là phong cách slow rock. Bây giờ ví dụ như mình đệm một bài ở ví dụ đệm một bài ở style cha 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 thì sao? Ví dụ cha 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 bạn ha, chọn bài cha 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 coi. Rồi áp dụng cái thang âm blues ra vẫn được, vẫn đều bình thường cả. Thử bạn ha. Rồi ta chọn bài đây, alo. Rồi chọn tempo chậm chậm này coi. Vô nè, bây giờ đánh ở style cha cha cha, áp dụng cái thang âm blues đánh cho bạn ha. Và rõ ràng khi mình đánh cha mình vẫn áp dụng được cái thang âm blues ra vô đệm hát như vậy đó các bạn. Tại sao Tài không hát một số bài nhạc cụ thể thì các bạn ơi, vấn đề bản quyền ở trên YouTube mình phức tạp lắm. Vì vậy Tài không thể hát một số bài quen thuộc. Nhưng mà các bạn nhớ hát bài nào thì cũng vậy thôi các bạn. Chúng ta đều có thể áp dụng vào để đệm cho đều được các bạn ha. Áp dụng thang âm blues ra vẫn được. Và các bạn, bây giờ ví dụ như mình chơi một bài ở disco thì sao? Disco chúng ta vẫn áp dụng được các bạn, chẳng sao cả. Đây, một bài disco đi. Chọn tempo. Rồi, chọn tiếng đánh ha. Giờ mình thử ai. Yo. Kiếp sau làm người, em hãy ước được sống kiếp tàn tàn. Thanh xuân nhanh lắm, em cười mấy độ, rồi sau nụ cười chỉ còn xót xa. Đó, tương tự vậy các bạn, mình áp dụng cái thang âm đó mình đệm ở tất cả các style mình đệm đều được các bạn ha. Và một điều các bạn cần phải nhớ là các bạn phải nắm được cái thang âm ở từng tông giọng. Các bạn nhớ nha, mình chứ khi mình vô đệm mình không nhớ nắm thang âm á, mình đánh loạn xạ lên nó không ra tính chất của như vậy đó các bạn. Đó là cách để mà tao áp dụng vô trong bài cụ thể như vậy. Bây giờ hoặc ví dụ chúng ta chơi một bài nhạc trẻ đi. Rồi nhạc slowpop trẻ ha. Rồi, cũng bài nãy nhưng mà tao đánh ở style slowpop ha. Nếu còn có kiếp sau làm người, em hãy ước đừng sống kiếp tàn bạc. Thanh xuân ngắn lắm, em cười mấy độ, rồi sau nụ cười chỉ còn nỗi xót xa. Các bạn thấy rằng chúng ta vẫn áp dụng cái thang âm đó vào mình tỉa tót một số cái câu nhỏ trong lúc đệm hát vẫn được các bạn ha. Hầu hết ở tất cả các thể loại các bạn đều áp dụng cái câu blues ra này vào đệm hát đều được như vậy đó các bạn. Ở đây tôi chia sẻ bạn cụ thể như vậy, còn các bạn áp dụng vào từng bài chi tiết nữa thì các bạn phải ngồi xuống và tập luyện. Thì mình áp dụng giống như Tèo vậy đó, cứ đệm bài nào áp dụng bài đó. Ví dụ như bài kiếm bài gì nhạc cho các bạn quen thuộc, bài Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ đấy. Con đường xưa em đi, lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tai tê. Đó các bạn thấy rõ ràng, Tèo áp dụng cái thang âm blues ra vào đệm đó. Vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tai tê. Đó các bạn rõ ràng đó, chúng ta áp dụng cái thang âm đó vào vẫn được các bạn ha. Rồi Tèo vừa chia sẻ các bạn cái cách chúng ta áp dụng cái thang âm của nhạc blues ra vào để đệm hát âm nhạc Việt Nam chúng ta. Hầu hết ở tất cả các thể loại chúng ta đều áp dụng được các bạn ha. Bolero, rumba, xì lô, disco, cha cha cha, tất cả chúng ta đều áp dụng được. Nhưng việc cần thiết nhất các bạn cần phải nắm vững được các cái thang âm đó ở trong từng tông giọng
rồi sau đó chúng ta ngồi tập luyện áp dụng vào các bài hát mà mình ưa đi đệm đó, mình cứ đệm mình áp dụng vô thử, mình nghe thử nó được ổn không, à ổn rồi thì mình hôm sau mình ra đệm mình lấy áp dụng vô. Chúng ta phải ngồi tập luyện thôi các bạn, chứ chúng ta cứ ngồi đó mà ngồi mơ mộng chứ 100 năm sau mình vẫn không làm được đó các bạn. Phải ngồi xuống tập luyện. Tập luyện theo cái kiểu gì? Cái cách mà cái kiểu mà bạn Cu Tèo đã chia sẻ các bạn ha. Cố gắng các bạn này, cố lên, không có gì là cao siêu đâu. Tập mãi cũng được thôi các bạn. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới video nhé. Tèo sẽ soạn và chia sẻ các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like nha. Để bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. We'll be right back.